dẫn phòng cho cả nhà. Cai có bị sắc người chưa? Có bị rung rung người chưa? Cai có feel lình chưa? Cái feel thì nói nghe chưa không? Cai là 101, 2103 đó nghe không? Một lấy năm. Ở dưới cái hồ kìa. Tới mùa né rồi, tới mùa né rồi. 18 năm. 18 năm rồi đó. Đây, đây là phòng của Kevin. Ê, cái đó nó gần cái dưới biển hơn ha. Ờ. Đi gần hồ bơi. Còn mấy người kia là gần biển, gần biển với hồ bơi luôn. Mình cái bịch này thôi. Ở đó mấy người kia hàng hai lắm kìa. Bỏ chưa? Rồi, đi vô phòng. Mở đèn lên. Giờ mình đi vô coi toilet coi. Nó một cái view mở luôn nha. Wow, đẹp quá. Tối ngủ thì nhớ lắp cái cửa này lại nha. Đó. Phòng này mình trả 100 đồng cả nhà. Mấy cái đồ ăn này là tất cả là anything là free hết luôn á. À, mấy cái này free luôn hả? Mấy chỗ khác là tính tiền nhưng mà cái này free luôn. Ở đó này cho luôn. Mình ăn hết là người ta sẽ bỏ vô ngày đó. Phòng nó tươi á, sợ tươi nha. Giờ mình đi ra ngoài. Phòng của Uli bên kia. Nó bên đó. Đây là cái này là cái view hồ bơi. Bước đi bộ ra biển. Yeah. Hello. Hello Ilan. Hey, Ilan. Ilan có sex chưa? Okay, good. I know, I like it. Yes. You guys can swim in here and then walk over there. I think it's here better. Ở vậy đi. Okay. Mình có xe mà. If you want to go down there and enjoy, we go down there and enjoy. Okay. Thì mình nói nó luôn đi hả? Rồi cái để cho đói rồi tối ăn. Ok, mình có thích không? Có thích không? Anh thích rồi đó. Yeah. I like it. Thấy cái phòng tắm đó là thấy khoái rồi nè. I like it. This is reminding me in Malaysia. Yeah. Yeah. Giờ mình sẽ đi vô phòng bà chị của mình nha. Coi có giống phòng của mình không? Vô đi mày. Trái cây. Quá trời. Có mũi hả? Đó. Bên tao có con gì biết không? Con chuồn chuồn. Vậy hả? Con chuồn chuồn. Đóng cửa sao lại đi vú để mũi nó vô. Ừ, mày mở cái đó, mở nó vô. Mày mở cửa. Ừ. Muốn đi chơi thì có xe mà. Và cái nó hơi xa trung tâm thôi chứ này đẹp.
muối nó không được. Đó hay nó ghẹ. Anh thích món này nè. Vậy hả? Lấy chị. Sò mai. Cái gì vậy? Chấm cái gì chấm nè? Hai cái sốt á. Trời ơi, cái này ngon lắm. Cái này ngon. Cái này 45.000 con. Cái này ngon lắm. Cái rau này ẩm mỹ và có cái gì cây gì đó nè. Nên lấy cái bụng lên múc cái đầu cọc này vô. Chan cái mắm chua ngọt vô nó ngon hơn. Ngon quá à. Nhiều lắm ăn nhai. Cá thu sốt cà. Cá thu nhìn nó tươi ghê luôn. Ngon quá. Ngon quá hả? Phải 2 đĩa mới được cái 1 đĩa lẩu rụng. Tôi coi muốn người ăn miếng được cái gì vậy? Con muốn đi sòng phải có order. Muốn đi. Trời ơi, ngon xỉu xỉu xỉu. Con này là phải ăn luôn á ha. Quá ngon luôn. Nè, để dưới nè. Mực trứng chiên nước mắm. Mẹ kêu mỗi người con mà. Mỗi người con. Cái mực chiên nước mắm này ngon. Cái con này cái thịt nó ngon ghê luôn nha. Chấm cái nước sốt cái đây. Nha bạn. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi cả nhà ơi, bây giờ hả? Bây giờ tụi này sẽ đi đi ra ngoài bãi biển nha. Tìm chơi nãy giờ trong khu quá đã, bây giờ đi ra ở ngoài này á, buổi trưa không có ai tắm đâu. Vì con sứa nó hơi bị nhiều. Người ta không có tắm. Ủa ai ngồi đung đơ vậy? Ơi nắng á chú Ly tỉnh rồi. Chú Ly hôm qua là té tua rồi, bữa nay tỉnh rồi. Ý năng tỉnh rồi. Oh my god. Đó, cả làm gì đó. Cả tắm hả? Quay mấy hàng nào. Mấy hàng đang nhìn trôi ở ngoài biển, giờ này là khoảng 11, 12 giờ trưa đó. Đó, mấy hàng đang nhìn trôi nha cả nhà. Đã lắm, bữa nước cái biển nó ấm lắm. Mát lắm. Quá đã luôn. Anh chị em đang ở ngoài. Cái khu vực này là cái khu vực của Pandora's Resort, chỗ này ở. Mà giờ này thì ít có ai ra tắm nắng. Bây giờ thôi anh nghĩ là ở ngoài này nắng quá đó, họ mới ra tắm. Nhưng mà tụi này thích vậy, ra ngoài tắm vắng vẻ, tắm đã lắm. Nhưng mà khổ cái là bị cái con sứa, nghe nói con sứa nó hơi nhiều. Nước biển thì ấm lắm. Nước biển rất là ấm luôn. Mấy đứa em ra tắm. Bịt cái chân trời. Sao bịt cái chân vậy trời? Rác dao quá. Rác chơi thì như cầu nó cháy thì lột da thôi. Thấy cao không? Cả tắm. Cả tắm chịu tắm lắm. Mấy con sứa giờ này nó đi hết rồi. Không thấy sứa.
nó đi hết rồi. Ồ đây con nè, đây con sứa nè cả nhà, sứa nhỏ 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 như vậy nó nhiều lắm luôn á, chừng nó đụng tới là ngứa nha. Bây giờ chị em tôi đang chuẩn bị ăn tiếp, hành trình ăn tiếp. Nó có dừa chấm chè chuối ăn Phượng. Cái món này là tập hê lắm nè, nước dừa nè, chè chuối nè, trời ơi ăn bành càng luôn đó, thấy chưa. Ở ngồi ngồi ở cái đằng sau đó ra bờ biển nè, thấy biển luôn á đó. Đó, thấy cái biển luôn đó cả nhà, đẹp lắm. Bây giờ là anh em đang enjoy. Này là ăn ăn tạm tạm nè. Có bia bam ba luôn kìa. Ăn hộp vịt lộn. Hộp vịt lộn, cút lộn. Ăn để cho anh em tôi nó lộn chứ thôi nãy giờ. Cút lộn ngon. Lộn ngon. Muốn làm cút lộn luôn.